Ai mà nó hú vậy? Hèn chi. Như vậy là cái tiếng này hồi nãy kêu chứ đâu. Cái bắt đầu mình liếc qua anh kia giống như có một cái con chim mà nó bay cả nhà, hay là giống như nó. Hello anh chị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của mình. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nghĩa địa hơi nhỏ cả nhà. Hôm nay mình muốn vào khu nghĩa địa này để khám phá về tâm linh và ma mị, để coi có được duyên gặp được vong nào hay không. Cả nhà nhớ cho mình xin mỗi người một like nha cả nhà. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để đón xem những video mà mỗi khi mình đăng lên YouTube nha cả nhà. Ở đây chắc có thể thời gian gần đây chủ đất họ đến đây họ làm sạch sẽ nè cả nhà, tại vì Tết Thanh Minh đó. Ở bên đó có một cái khu nghĩa địa rất là lớn luôn các bạn, mà mình không biết có vào được hay không. Cái này cái gì mà mình cảm thấy lạ quá vậy ta? Cây sao quá nha. Bên đây là cây sao nè. Ở đây tháng khô mình đi ghi hình nó không có bị sình bùng cả nhà, còn tháng mưa nó sình dữ lắm, sình luôn. Đó, mộ trong đó các bạn, đường nào vào ta? Mình mới nghe gì xẹt vậy trời. Ở đây có cây bồ đề rất là to luôn cả nhà. Chắc chắn ở đây phong thủy và tâm linh rất là nặng, tại vì ở đây có cái gốc cây bồ đề. Theo mình đoán chắc hồi xưa tự mọc quá. Nếu mà tự mọc thì gia đình của ông bà ở đây, khu đất này sẽ làm ăn phát tài cả nhà. Theo mình đoán khu đất này của họ sau này họ gì vậy. Ai mà nó hú vậy? Bên nó nhà có rất là nhiều quá nha. Nhưng mà hồi nãy mình thấy có một tiếng nói hú mình, mà không biết người hay là vong thôi. Tại vì bên đó nó có một cái con đường nhỏ nhỏ bên đó các bạn. Hay là con chim gì nó kêu ta? Mà con chim gì mà nó cảm thấy có một bóng lướt ngang rất là to cả nhà.
Mình tính review mấy cây này được ông bà đem đến đây trồng nè, mà mình không biết cây gì. Cảm giác là tới đây rợn rợn người sao ta? Để mình đặt máy và mình cầu vong hồn ra nha cả nhà. Ở đây ngôi mộ mình cảm thấy ngôi mộ mới mất các bạn, nhưng mà mình không có tiện ghi hình vào mộ bia ha. Mình cảm thấy mộ này là mộ của cô gái còn rất là trẻ tuổi cả nhà. Trời rất là nóng nực nhưng mà sao con người của mình nó lạnh ở đâu bên trong nó các bạn, kỳ lạ lắm. Hèn chi, như vậy là cái tiếng này hồi nãy kêu chứ đâu, cái bắt đầu mình liếc qua anh kia giống như có một cái con chim mà nó bay cả nhà, hay là giống như nó giống như có người chạy cả nhà. Trời ơi, nó nghe nè, tôi là người đi giúp vong nó, mình vong hồn từ nơi nào mình đến đây mình ngự, nếu mà mình có muốn giúp đỡ gì thì mình cứ nói. Thì hiện tại á, tôi phát hiện là tiếng kêu ở trong cái gốc cây bồ đề này phát ra nè. Đó, mà tôi không biết vong hồn nam hay là nữ thôi. Còn mộ đây là của người Trung Hoa cả nhà, còn bên đây thì mộ của người Việt, nhưng mà cũng like hết rồi. À, ở đây có vong hồn nào hay không ạ? Có vong hồn nào đến đây trú ngự ở trong cái gốc cây bồ đề á, có quan ức có gì đó thì cứ lộ diện lại đi. Biết lắm mà, hèn chi. Giờ nghe một cái tiếng kêu rất là kỳ lạ. Chào hồn linh, mình nam hay là nữ nha? Tôi là nữ. Trời coi, nghe giọng mày lạ quá ta. Mình mộ đâu? Trật, ở đây là mộ của cụ ông. Của cụ ông mà ông mất rất là lâu đời. À, chắc chắn là ở ké là có hả? À, cũng như là ở ké ha. Rồi trời mưa mình ngủ đâu? Chui vô cây ngủ ngủ giống luôn. Trời ơi, rồi mộ của mình là ở đâu mà mình đến đây? Kỳ ta, ngày xưa mình có bệnh gì không? Mình có bệnh gì cái phần mà trí nhớ mình không, mà tại sao mộ của mình mà mình không biết? Chết là còn nhớ xíu à. À, chết cái lúc mà mình như tuổi hơn Linh 4 tuổi. À, 4 tuổi. Rồi mình mất được nhiêu năm rồi? Như vậy là năm nay 34 tuổi mà bự vậy hả ta? Thường thường tôi nghe ông bà già xưa nói lúc mình mất, đặt thí dụ mình 4 tuổi thì 100 năm sau thì mình vong hồn cũng nhỏ vậy chứ làm sao mà lớn vậy ta? Lớn chứ. Phải không?
Cái này rất là lạ nha. Phải không ta? Quý anh chị và các bạn nếu mà biết về cái phần mà lúc họ mất 4 tuổi mà bây giờ 30 năm mà họ lớn theo thời gian, họ 34 tuổi cao to dữ vậy ta? Quý anh chị nhớ để lại comment nha. Hả? Ừ. Nhẹ hả? Nếu mà mình mất năm 4 tuổi thì chắc chắn mình đâu có tội tình gì đâu, mà sao mình chưa được chuyển kiếp hương linh? Cha mẹ mất chưa mà đợi? Lúc đó cha mẹ của Hương Linh được nhiêu tuổi rồi? Để tôi đoán cha mẹ của Hương Linh năm nay còn hay là mất? Mẹ được 28 tuổi. Mẹ 28 tuổi. Mẹ nhớ lo khốn khốn thôi, nhớ lúc đó là lúc 4 tuổi là cầm đi học. 4 Cầm đi tuổi? học. 4 tuổi học lớp gì? Người ta kêu mẫu giáo đó. Ủa ngày xưa cách này hai mấy năm về trước có học, 30 năm về trước có học mẫu giáo nữa ta? Có lớp chầu. Như vậy là Hương Linh con nhà giàu á. Dạ hả? Tội nghiệp không? Nhà mình ở hướng Nam hay là hướng Bắc hay là hướng Tây hay là hướng Đông? Vậy hả? Giờ Như tôi không biết nhà nào là của tôi luôn. vậy là Hương Linh con của nhà giàu, tại vì cách nay hai mấy 30 năm về trước đó, những bé mà 4 5 tuổi được mẹ cho ăn học lớp mầm mẫu giáo rồi đó là con nhà giàu không á. Chứ những người mà yếu kém về tiền bạc đâu có tiền cho con học. Rồi hồi đó bị sốt hả? Sốt. À, như vậy là ngày xưa mẹ của Hương Linh với cha Hương Linh không có đem Hương Linh đi chích định kỳ gì đó Hương Linh ơi, lúc mình còn nhỏ chích sốt bại liệt này kia lum la đó. Cũng như là mình còn nhớ về cái việc mà lúc mình mất ông bà có kéo cửa mã mình không? Chắc có quá, có mới kéo cửa mã để mình đi lên trần gian, rồi bây giờ mình cứ quây quẩn trên trần gian từ ngày xưa tới giờ. Cái ngày mình mất tới giờ là chưa có xuống dưới âm phủ lần nào hả? Mẹ Lại của cái ông Linh. gì chứ giờ không có mẹ là sao đi về được. Mẹ của ông Linh năm nay cũng còn trẻ mà. Năm nay cũng khoảng cỡ năm mấy 60 à. Cha ông Linh thì cũng có trạng đó thôi. Họ còn mạnh khỏe mà. Bây giờ có biết tên cha mẹ ông Linh không? Chắc làm sao biết. Rồi có cần cái sự trợ giúp tôi đưa cho Hương Linh đi về nhà không? Thôi bây giờ nói nghe nè. Mình nói chung là cái số của mình được đào thai làm người đó, quá ngắn ngủi là lý do mình không có mắc nợ ở trên trần gian á, cũng như là mình không có
thiếu nợ ai hết, mình không có trả nghiệp bất cứ ai ở trên trần gian. Được cha mẹ sanh ra, lớn lên thì phải làm để nuôi cha mẹ, rồi giúp đời, giúp đủ thứ hết nó, để mình trả nghiệp thật vậy thôi. Còn có những đứa con mà họ lớn lên họ báo cha báo mẹ thì cái đó là cha mẹ thiếu nợ họ nó, thì số mình nó ngắn ngủi, mình không mắc nợ ai hết. Bây giờ mình không cần đi về nhà làm gì, tại vì những người mà sanh mình ra thật sự là họ sanh mình ra, nhưng mà cái hồn của mình là không phải. Hồn của mình là chắc chắn ngày xưa nó có một cái mối liên quan gì đó đến người mẹ của mình đang mang bầu, rồi mình dựa vào để mình được mẹ mình sanh ra làm người được 4 năm thôi. Đó cũng như là mình đã, nói chung là trời Phật và cho mình đào thai làm người được 4 năm để biết cái mùi đời thôi. Nhưng mà theo tôi đoán, Hương Linh không có tội tình gì hết, không có mang nghiệp gì hết. Mình không cần về nhà, mình sẽ đi về chùa đi. Mình vô đó mình tu nè, rồi bắt đầu mình nghe kinh Phật một thời gian, cái bắt đầu mình sẽ được Phật bà Quán Âm nè, Phật bà đó, bà mẹ đó sẽ cho mình đào thai chuyển kiếp thành người nó, không cần xuống với âm phủ luôn. Tôi sẽ gửi là sẽ được hết. Tôi là người đi giúp vong từ ngày mà tôi làm về tâm linh giúp vong cho đến ngày hôm nay là 4 năm rồi. Tôi đã giúp cả ngàn vong rồi mà, chứ đâu phải mình Hương Linh đâu. Tôi giúp được. Tôi sẽ gửi cô vào một cái ngôi chùa nào ở gần đây. Tôi sẽ nói về cái việc mà ông thần hộ pháp có hai ông á, canh cổng á, tôi sẽ gửi hai ông cho cô vào cũng như là tu, nó tu lành tu hiền để chờ ngày chứng kiếp. Cô suy nghĩ lại coi làm sao. Cái này tôi không ép cô à. Cụ ông hả? Cụ ông chắc chắn đi siêu thoát lâu rồi mẹ. Ông mất lâu mà. À, nhiều khi ông cũng chưa đi siêu thoát nhưng mà ông cũng mất lâu rồi. Bây giờ mình đi về chùa đi, trong đó nó có vong nhỏ, có vong lớn, có nam nữ đầy đủ. Đúng rồi, bạn đầy đủ luôn. Mình không có buồn. Mình rồi bắt đầu hồi về nói với ông, thôi con cảm ơn ông. Từ cái ngày mà con đến đây tá túc là bằng bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng vậy đó. Nhưng mà mình phải nói cho ông biết. Nhiều khi ông không có cho cô thấy, cô vẫn ở đây nhưng mà ông đâu có cho cô biết đâu. Rồi trước khi đi về chùa tôi sẽ mời cô hưởng ít nước đi ha. Nước rồi bánh chút đi. Rồi tôi sẽ giúp cho cô. Rồi, ba mấy năm quá lâu luôn rồi, không biết có ai cúng kiến cho tổ không nữa. Chắc có thể cha mẹ của cô sanh cô ra rồi thấy cô còn bé quá đó cả nhà, rồi quên. Nhiều khi họ sanh ra nhiều con á, rồi đứa con gái 4 tuổi mất còn nhỏ quá rồi họ không có quan tâm đến. Rồi nếu mà họ quan tâm đến họ sẽ là mời vị sư hay là vị thầy trục hồn của cô về chùa tu tập thì số cô nó bớt khổ, không có sống lang thang ở ngoài gốc cây hay là những ngôi mộ của ông cụ để ở tá túc. Tội nghiệp quá.
Rồi, chút nữa cô đến hưởng nhang đèn và hưởng bánh nha. Mời bà cô bác, anh chị em phước mặt phước mày đến đây hưởng nhang đèn luôn ha, hưởng bánh. Rồi, hưởng đi cô. Mình ra ngoài ngồi chơi chút xíu để cô hưởng tự do các bạn. Ngon quá, mấy chục năm mới được ăn bánh này. Bánh này bánh gì mà nó lạ quá. Từ cái ngày cô mất tới giờ, cô có được cha mẹ của cô gọi hồn của cô về lần nào chưa cô? Không, chưa được gọi lần nào hết. Chắc có thể là họ nghĩ cô mất còn nhỏ quá rồi họ không quan tâm đến. Tôi ở đây người ta lại cúng đầu cho ông nè. Tôi ăn ké. À, cũng đỡ. Như vậy là từ cái ngày mình mất tới giờ là mình cứ ăn ké những ngôi mộ những người đúng lớn rồi, tuổi ha, ăn ké những hàng xóm xung quanh nè. À, như đợt này chắc có thể là ăn uống cũng no đầy hả, thanh minh mà. Ở đây thì mộ ông người ta con ông cũng giàu á, người ta đem đồ ăn lại vậy đó. À, rồi có khi nào họ gửi đồ cho mình mặc không? Họ không có cho đồ tại họ đâu có biết tôi ở đây đâu. À, nói chung mình vô trong chùa là trong đó sẽ có người phát đồ cho mình mặc, phát đồ Phật tử đó. Lúc đó là mình vô trong đó là mình sẽ đổi màu dạng mình hết, không có còn mặc đồ của người ở ngoài đời nữa. Mình sẽ làm con của Phật rồi, mặc đồ của nhà Phật á. Hương Linh, nó hiểu không? Bữa nay cho tôi đồ ăn nghe. Ok, tôi ăn no rồi. Đồ ăn của ông ngon lắm. Ngon không? Ngon. Có khi nào ăn được những cái món bánh ngọt và bánh tây hương vị trái cây lần nào chưa? Bánh này là mới ăn nè, bánh này ngon. À, trái cây thì cũng có ăn nhưng mà
một hai lần. Rất tiếc thì hôm nay tôi đi vào khu nghĩa địa này không biết có vong hồn nào hay không, thành ra tôi không có chuẩn bị tâm tất. Thì cô thông cảm, có chi thì cô dùng đó ha. Có gì là quý rồi, ngon lắm. Vô trong đó mình tu một thời gian à. Như cô đâu có tội tình gì đâu, tu cỡ năm đổ lại cô sẽ được chuyển kiếp. Tại vì những người ở trên trần gian á, họ sanh con ra mà con của họ nhiều khi mất còn nhỏ, họ đâu quan tâm tới đâu. Rồi bây giờ nếu mà cha mẹ của cô xem thấy cô, nếu mà biết cô là cô tên gì, để họ đến cái ngôi chùa phía bên kia họ thăm cô, thí dụ vậy, nếu được duyên. Tôi tên Ngọc Nhi. Ngọc Nhi ha. Quỳnh Ngọc Nhi. Công nhận từ ngày mình đi giúp vong tới giờ, tự nhiên gặp cô này 4 tuổi mà giờ mất 30 năm mà cao hơn mình, hơn mình luôn đó nha. Như vậy là cha mẹ của cô ngày xưa chắc mạo dạng cũng cao, khôi ngô tướng tú hả cô? Đúng rồi, mẹ tôi đẹp lắm á. Thôi bây giờ đừng có buồn cho số phận mình nữa, mình được đào thai làm người cũng như là cái kiếp của mình được 4 năm thôi, sống trên trần gian để biết mùi đời thôi. Còn bây giờ mình sẽ trở về làm con của Phật nha cô. Cô tí nữa tôi sẽ đưa cô vô cái chùa bên đây, ngôi chùa bên đây. Chùa Bắc Tông là ăn chay ha. Ăn chay để gặp mẹ Quan Âm. Đó. Còn nếu mà tôi đưa cô về ngôi chùa Nam Tông thì không có gặp mẹ, gặp Phật Thích Ca thôi ha. Rồi, tôi chúc cho cô vô chùa tu sớm được tinh tấn. Cô đọc Nam Mô A Di Đà Phật vậy được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, ok. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Thì ok cả nhà. Hôm nay mình đến đây giúp được cô gái 4 tuổi. Kỳ lạ quá vậy ta. 4 tuổi mà cao quá. Vậy thôi mình đi về. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh nha. Chúc cả nhà một ngày mới có thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye cả nhà.